Chính phủ ban hành Nghị định số 105 quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non bao gồm chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non, chính sách đối với trẻ em, chính sách đối với giáo viên mầm non. Nghị định nêu rõ ưu tiên đầu tư kinh phí của Trung ương và địa phương từ các chương trình, dự án để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm yêu cầu đến năm 2025 đạt một phòng, một nhóm, lớp và đáp ứng yêu cầu kiên cố hóa trường lớp học. Cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em. Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non được tính trên số lượng trẻ em được ăn bán trú, tối thiểu bằng 2.400.000 đồng một tháng 45 trẻ em. Số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 5 lần mức hỗ trợ nêu trên một tháng và không quá 9 tháng một năm học.